Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức người nổi tiếng. Trong bài tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử đồng chí Nguyễn Văn Cảnh. Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh sinh ngày 7 tháng 12 năm 1977, giới tính nam, quê quán xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, dân tộc Kinh, ngày vào Đảng ngày 11 tháng 6 năm 2012, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn thạc sĩ quản trị kinh doanh, chức vụ chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hiệp, giám đốc khu du lịch cửa biển thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Quốc Thắng, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ Việt Nam Bỉ, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Tóm tắt quá trình công tác. Năm 2005 đến năm 2011, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Thắng Bình Định. Năm 2011 đến tháng 4 năm 2013, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Quốc Thắng Bình Định, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa 13. Tháng 4 năm 2013 đến tháng 7 năm 2013, chuyên viên văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định trực tiếp tham mưu giúp trưởng đoàn và phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa 13. Tháng 7 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015, phó chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, phó chánh văn phòng phụ trách văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Định, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa 13. Tháng 3 năm 2015 đến tháng 3 năm 2016, ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 13. Tháng 3 năm 2016 đến tháng 2 năm 2017, ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 13. Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa 14, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ Việt Nam Bỉ. Tháng 2 năm 2017, đại biểu Quốc hội khóa 14, phó chủ tịch nhóm nghị sĩ Việt Nam Bỉ, giám đốc khu du lịch cửa biển, công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch Quốc Thắng, chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Hiệp, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định. Tháng 6 năm 2021, Hội đồng bầu cử quốc gia công bố trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15. Các bạn đừng quên bấm theo dõi kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin của ngày hôm sau.